Khó quá, này khó quá. Đấy, nguyên trên xe này. Đây, lấy cái số này. Đấy, số này nhá. Số của anh Trương này. Cái này thì khó quá nhỉ. Ghế này nhìn thấy là cũng thoang thoáng là cũng hay đấy. Hoa trái đầy luôn. Ghế gần nhỉ. Gần. Có đem được cái hàng gì đặc sắc ở trong ra không anh? Không có, à có một cái giấy chứ mà không mang cái hàng giấy mấy cây à. Chết. Nguyên xe này nhỉ. Con xì cổ. Con xì lùn để quay được ghế đây. À đây gì? À rồi, cái con hôm trước em quay bà đẹp đẹp đấy đúng không? Đâu là gì nay xuất hiện. Con này à, giờ mới xuất hiện. À thế à? Chưa xuất hiện giờ. Ờ hay. Mày dòng thế đi đi đi. Đi 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 đi. Xì xì búp ống ấy. Nè. Búp ống trên con xì cổ. Thằng lái đi đi đi. Con đi. Con này là 11. Một. Tao này nhìn đừng nhìn đấy, nhìn tao này lên đi. Này hôm trước em quay rồi. Thẳng lái đi luôn. Con này là con này này. Quay rồi. Có chưa? Có rồi. Đi luôn, đi luôn, đi luôn, thẳng lái đi luôn. Hôm em bảo anh ở đằng kia kìa. Ừ. Con cổ này thì bao nhiêu? 16. 16. Đấy. Nuốt cả chậu rồi anh nhỉ. Nuốt cả chậu rồi. Đấy, loang thoáng thế. Ở đây còn cu xui xui này. Còn xanh, quê. Quê đấy. 38 triệu. 38 đúng không? 8. 8 à? Ui, thế ông 8 hôm trước không lấy. 8, đúng tên 8 mà. 8 bánh mì hôm mà thích thích con này này. Ở đây có cây cây sộp. Nhìn hay hay nhỉ? Mấy tiền đây? 2 triệu 2. Đấy. Đẹp. Quá liếc. Xinh xắn. Lôi đi dễ. Đấy, có con này là nhìn rõ nhất vì là nó ở ngoài. Và rừng này ghê nhỉ. Chào chưa. Toàn bọn sư chơi được một đây lần. Con này cổ chứ. Con này cổ luôn. Ừ. Đâu con đấy là không phải cổ. Cổ lỗ sĩ. Cổ lỗ sĩ. Con đấy là canh tân. Đây còn con này là đây, hiện đại. Túi ấy này. Hiện đại đây. Túi sĩ. Con gì con đấy là gì? Sĩ. Suy. Không phải là suy. Nói chung là bán con hình dài 18 triệu. Đúng cái nguồn cao. Ừ. 8 triệu thì dành. Em bán ra 1 triệu. Ừ. Để kia. Lành quanh cái xe nó lại đút túi mất thì làm à. Đúng cái bé là nhỏ hay hay vui vui. Đấy, nhìn này. Si cổ. Si dưới cổ nó có cái nét này. Cái da này. Nó sạch hơn cái da của cái xanh một chút. Loáng thoáng thế này thôi. Loáng thoáng thế này mà hàng hàng trăm cây đấy. Trăm cây đấy. Đấy, sung này đang phun quả giá man này. Đỏ 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 này, quả. Ghế gân lùng lẳng này. Ta cứ đứng lên đây phát thì cho nó 8 triệu. Đấy các bác, chợ ngoài kia kìa. Chỉ có mỗi tí bán hoa kia là ở chỗ cái bán hoa thôi. Chứ còn ở ngoài kia là chiếm hết rồi, người ta căng bạt rồi. Chỗ bán cây mọi khi ấy. Có cây si này hôm trước tôi vừa được nhưng mà anh ấy đang vẽ bóng này thôi nhưng phải về làm lại răm. Làm lại. Làm lại cái tay cành. Tức là cắt rụt nó lại. Cắt rụt nó lại và nghiên cứu cái ngọn. Cái ngọn nó đang nếu như mà chơi bình thường thì thế này được rồi. Ngọn cái chân bệ thì đó. Tất nhiên nó là một cây cũng hay. Đây này. Đấy, góc này sẽ nhìn thấy cái ngọn của nó. Đang gấp xuống. Hôm trước tôi có quay cái cây đấy rồi. Si cổ. Thôi. Ở đây có cái cây xanh này với cái cây đa này nó quần thụ nhìn giống nhau này. Đấy, cũng đều bệt như vậy. Lá cây sộp này nó sộp. Túc lá nó dài hơn mà nó cứng hơn. Đấy.
rồi sang chỗ khác ấy. Hôm nay chỉ thế thôi, khó quay lắm. Đã xem cây của ông Hiếu này xem có cây gì. Chứ là không có đường ra. Không có đường ra. Không có đường ra rồi. Tìm đường đi cái. Chui rúc này. Con này của Hiếu. Đất còn mới lắm nha. Chắc chắn là đi đây chơi hết. Để này thì bán khó lắm. Giạt hết rồi. Găng tụ hú. Đi ra quay cái xí cổ của ông Hà này cái này. Mặt trước xe của anh Trương này. Đúng cái đấy đi, cổ đấy. Đúng đấy. 45 năm, 45 triệu. Không, không phải giá tiền đấy. 45 năm. Nguyện đẹp không? Quá đẹp. Mang đi chơi hay là bán đi? Bán đi. Bán bao tiền? Gần ở cái làng Vĩnh Yên thôi. Giờ là bán bao tiền? 30 rưỡi. Ui, 30 rưỡi rẻ thế. Đi dài. Đấy, bán thế thì mất. Thời thời là mua được ông ở trong bể chum vải. Đi ra. Đấy, ôm vào thì xa mẹ nấy nó cổ được cái này. Ôm xuống tầng dưới. Đấy, ông nào trộm như ai. Quá rẻ, chơi dám cổ. 30 rưỡi. Ok, này cái nắp điện. Đấy này, đấy, các cụ này. Chơi đi. Không trước có điện cưới, không trước có điện cưới không? Không. Không. Lúc nào cho đi nắp cưới ấy. Không. Nắp cưới nhà ông Đức ấy. À Đức không, còn thằng em rồi đi. Đứng ngoài cách nhà ông Đức cây số. Cây số Đức cây á? Bật cây hay cho cây đấy. Quý thằng tụi bạn. Cưới con à? Bật cái nhà ông bát đã có tay rồi ông nói. Chả phải mời nữa. Hả? Mời thì đứa tiền gì nó. Đấy, là ôm này. Đấy rồi trong đề an này. Ôm từ dưới lên trên này. Mua này nà nó bị sưng. Con này chơi tốt quá. Mua này sưng mùi nà rồi nó vặt con mẹ. Đấy. Con quăn hết mẹ. Bông biếc nó đầy đủ rồi. Ông nào mê dáng cổ thì cái này là quá đẹp. Quá đẹp. Đến việc đi đùng là cổ già. Đấy. Sau là vực nó khỏe khỏe tí là này giờ về cho ấm. Vào túi nước được phun được ngay. Ấm ngay. Cái chậu của nó đổi nước. Thất nó đổi nước. Đây này. Đang đổi nước. Kéo về bọc bầu. Ấm cúng ngay này. Sạch sẽ cái là lại thôi. Không, cái thằng em mà bán việc con bò vàng vàng đấy. Được trôi bạn có 600.000 cạn đi xe. Thì cái thằng được trôi nó bốc ra rồi thì bác con bằng này giả lắm chứ. Bác sống chắc cả con voi cả cái xe. Thì thằng cha rồi bây giờ rửa mẹ con voi ở trong rồi có cái bác con. Ôi ơi. Giả lắm chứ. Chết không. Bác sống chết trôi cho Giang ấy. Bây giờ ông Hải gì ấy. Ờ ông Hải thằng em đấy đồ bạn ấy. Có 600 cạn đi xe cả. Thế có chết không? Thế ra nó quay hẳn nó ở bộ nó cổ nó giả 5 triệu thôi được, và là không biết thì thôi. Có như không biết thì đi con voi mình sợ là cái đấy là như địch voi. Ờ thì bố là làm mấy, mặc dù nó quý. Chỉ con voi là con voi bình thường, voi bên Hòa. Ông bảo em nhưng nó vỡ, không biết ông vỡ cái miệng. Ông bảo em vỡ, em không chơi con voi. Ờ nhưng mà mới đâu, ông về ông rửa, ông ở trong rồi có cái bát. Ai biết là nó có cái bát. Ai một cái mù được. Đấy, cổ anh. Cổ thấp, con này quá già và quá cổ. Rửa thì nó chẳng cho tất cả. Con vơ cái cổ này ấy quá. Nên giải quyết về vực lại ra đi được rồi. Chơi tốt. Chỉ quên tận đá nó rẻ. Mà chất đá nó đẹp. Con này chất đá đẹp. Một đi mà không phiếc đầy đủ rồi chỉ có tốt mướt mướt là được. Rồi cái này thử lúc chục này. Đúng rồi, bây giờ luôn đi.
Tôi mê dáng này đâu. Khó chịu lắm. Cũng nhiều người thích. Kẹo bằng chè lan đây. Cúc đấy á. Hả? Cúc yên. Đấy. Nhiều người thích cây này. Đẹp. Mày cái khổ này. Chết cái ông này mà mua ông là phải ra chợ. Đấy. Đê quá mà khó. Đúng ra các rồi, rồi. Đúng các cụ để lại này. Trong Pháp. Đẹp. Thực ra con này cũng khó, khéo là vẫn phẫu được. Nên là mọc nải đi, nải non đi. Về cho thì cho nước vào là phun này nó phun lọc cơ. Còn cá cái nải rồi ra nó lọc rồi nó bị xấu. Dạ. Yeah. Xấu được cuộn hết thì phải chiều qua phải phun hết. Này có cái gì ăn đâu. Khi đói đã đói nước. Đói. Có tí ăn vào lại khác nghe. Bây giờ cổ như cái này nhỉ. Đây đây. Mua cái ăn chặt vào cho mẹ nước vào. Có bọc tải này đủ nước vào là nó mọc.